Em ơi, xin chào tất cả các anh chị. Vì có nhiều anh chị mình mới chơi lan cà phê da, anh chị có hỏi em về vấn đề mà trồng cây khi mới mua về á, trồng cây rồi phân thuốc như thế nào để cho cây nó ra rễ, hoặc là những cây sang chậu trồng lại á, mình thắc mắc vấn đề là làm sao để cho cây nó ra rễ. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho tất cả các anh chị mình cái cách mà trồng cổ vườn em để anh chị mình cùng tham khảo. Đầu tiên khi mà anh chị mình á, mình mua một cái chậu lan cà phê da về, thì mình mua về thì khi mà khui thùng ra thì mình để những cái cây đó mình treo riêng ở một chỗ thoáng mát, có ánh sáng nhẹ thôi. Mục đích là mình để riêng như vậy tầm 1 ngày, 1 đến 2 ngày, hoặc là mình nếu mà mình có thời gian thì mình có thể để 1 ngày, còn mình bận việc thì mình có thể để 2 ngày hoặc 3 ngày không sao cả. Thì mình treo riêng ở một chỗ thoáng mát, thứ nhất là để cho cây nó thông thoáng, vì khi nó nằm trong thùng nó đi 2-3 ngày thì cây nó nằm trong thùng nó sẽ bị ngột. Cho nên là mình treo ra ngoài cây nó vừa thông thoáng và nó sẽ làm quen dần với cái môi trường khí hậu của vườn mình. Nhiều khi á, cái vườn, cái tiểu khí hậu ở môi trường vườn á, mỗi vườn nó khác nhau. Và về vườn của anh chị nhiều khi á, thì có chỗ vườn thì thoáng quá, có chỗ vườn thì nhiều nắng, chỗ vườn thì nó hơi ẩm. Cho nên á, anh chị mình để như vậy á, tầm 1-2 ngày hoặc 3 ngày như vậy thì cây nó sẽ quen dần với cái môi trường khí hậu của mình. Thì mình trồng như vậy sau này cây nó sẽ phát triển tốt và nó quen với khí hậu mình rồi thì mình chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Và khi mình mua, mình muốn sang chậu và thay chậu thì anh chị mình để thoáng như vậy rồi thì mình có thể 2-3 ngày mình sẽ thay chậu luôn, là mình tách chiếc mình sang chậu. Thì em có một cái video cùng hướng dẫn để khi mà tách chiếc và sang chậu một cái chậu lan cách ly da, thì anh chị mình có thể kênh YouTube của em là Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh, anh chị mình bấm hướng dẫn cách trồng lan cách ly da để mình xem, mình tham khảo thêm cách trồng của vườn em. Nhưng mà vườn em thì hướng dẫn cho mình một cách rất là đơn giản để anh chị mình khi mình mới chơi á, mình xem mình dễ dàng mình làm theo, nên anh chị mình có thể xem để mình tham khảo thêm nha. Và em đây sau đây sẽ hướng dẫn cho anh chị mình khi mà mình mua về mình muốn sang chậu. Đối với những cái chậu mà mình mua ở những vườn họ đã trồng thuần, mình muốn sang một cái chậu lớn thì mình cứ gỡ ra rồi mình lấy nguyên chậu đó mình sang vô rồi mình bỏ thêm chất trồng vô thôi. Hoặc là mình thấy ví dụ như chất trồng cũ thì những cái rễ nào mà nó bị đen bị khô, vì khi mà những chất trồng cũ á, thì cây nó sẽ ăn không được chất dinh dưỡng, thì những cái rễ của nó sẽ bị khô. Anh chị mình tỉa bỏ những cái rễ khô của nó đi, rồi sau đó mình sang vô cái chậu lớn hơn, mình bỏ thêm chất trồng và mình cột cố định cây lại, rồi mình treo lên mình chăm sóc bình thường. Đối với cái cây mà chậu mà trồng xưa dừa thì anh chị mình sau khi mình đã gỡ xưa dừa, cắt tỉa bỏ những cái rễ hư khô, vì khi mà cái chậu xưa dừa á, thì cái chất trồng của nó là xưa dừa, nó mùn, nó mục, thì cái cây hầu như là sẽ không còn cái chất dinh dưỡng gì ở trong cái chất trồng đó để nó ăn nữa, thì nó chỉ ăn phân thuốc ở ngoài mình xịt hoặc là nước mình tưới thì nó ăn ở ngoài thôi. Còn đối với chất trồng thì không còn gì để ăn, thì những cây thì bộ rễ của nó sẽ bị khô bị hư. Thì anh chị mình cứ tỉa gọn sạch sẽ hết đi mình trồng, thì mình sau khi trồng vô rồi thì anh chị mình có thể xịt B1. Nhưng mà trước khi mình trồng á, thì sau khi đã cắt tỉa những cái rễ cây, mà đối với những cây xưa dừa cắt tỉa rễ nó đi rồi á, thì anh chị mình nên để riêng ở ngoài chỗ thoáng mát tầm 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày nữa. Tại vì anh chị biết vì sao không? Vì khi mà mình cắt tỉa như vậy á, như đối với cây kéo của mình cắt á, thì mình cắt cái thứ này thứ kia, thì ở trên cây kéo này nó sẽ có một số vi khuẩn có hại. Thì khi mà mình cắt như vậy nó sẽ đi theo cái đầu rễ, cái vết cắt nó đi vào cây. Mà khi mà mình trồng liền mình tưới nước rồi gặp cái độ ẩm nó thay đổi nữa, thì những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn có hại cho cây á, nó sẽ đi theo, nó đi vào trong cái cây, thì nó sẽ gây cho cây mình có một cái nguồn bệnh, thì nó sẽ hại cho cây mình. Cho nên mình cứ sau khi mình cắt tỉa rễ thì tốt nhất mình cứ để khô ráo khoảng tầm 2 ngày hoặc 3 ngày rồi mình hãy vô chậu mình trồng lại, như vậy là sẽ tốt cho cây hơn. Anh chị mình đừng có sợ để khô như vậy nó không có rễ nó ăn được, không sao đâu anh chị, mình cứ để chỗ thoáng mát có nhiệt độ ẩm bình thường thì cây mình nó vẫn phát triển bình thường, không sao hết, nó không ảnh hưởng gì tới cây. Là khi mình trồng rồi á, thì anh chị mình có thể sử dụng phân, ở đây vườn em sử dụng là phân xịt là B1. Đây vườn em sử dụng, mà vườn em á, thì trồng số lượng nhiều cho nên em mua một cái chai lớn như thế này để sử dụng và dùng. Thì cái hàng B1 này á, thì nó là vừa dưỡng nè, vừa kích rễ, và nó có một cái công dụng nữa là giải độc cho cây. Vì khi mà anh chị mình mua, có nhiều vườn họ đi phân thuốc hàng tháng hoặc hàng tuần, thì họ đi cái phân thuốc để dưỡng, để xịt cho cây, thì nhiều khi mình về mình không biết họ đi lượng phân thuốc như thế nào, mình về mình xịt thêm một lần phân thuốc nữa thì cây của mình nó dễ bị sốc, hay còn gọi là bị ngộ độc á. Nếu mà liều lượng mà quá nhiều thì cây sẽ bị ngộ độc.
thì gây ra ảnh hưởng thì sẽ cây nó sẽ bị suy suy, hoặc có một số cây á, thì nó không có chúng, nó không chịu được, có cái sức cây nó yếu á, thì nó sẽ bị chết cây nữa. Cho nên là vườn em á, thì chỉ sử dụng cái thằng B1, hoặc anh cũng khuyên anh chị mình á, là đơn giản nhất là mình sử dụng thằng B1 thôi, thì vừa có vừa dưỡng là vừa kích rễ vừa giải độc cho cây, thì nó an toàn cho cây hơn. Và sau đó thì khi mà cây mình trồng mà ổn định rễ rồi thì mình có thể đi những cái bài phân thuốc riêng, thì nó cái bó cây mà nó quen rồi không sao. Đó, B1 anh chị mình có thể ra ngoài tiệm cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, mình mua cái chai nhỏ thế này. Do cái em sử dụng nhiều á, những cái chai nó bị đổ ra thì nó bị mất cái nhãn rồi, nên anh chị mình ra mình cứ hỏi B1 Thái. Thì cái chai nhỏ như thế này thì vừa mình ít á, thì mình có thể sử dụng cái chai nhỏ như thế này để mình xài thì nó tiện lợi hơn. Thì cái liều lượng pha B1 á, thì anh chị mình cứ xịt là 1C trên 1 lít nước. 1C một lít nước thì mình có thể xịt cho cây mình mới trồng nè, hoặc là những cái cây mình có ở trồng ở vườn của mình rồi á, thì mình cũng có thể xịt dưỡng thêm cho nó cũng được không sao. Đối với những cây mà mới trồng á, thì mình cứ xịt là một tuần trên một lần một tuần, là cứ 1C pha 1 lít nước, tùy theo số lượng cây mà mình pha nhiều nước, pha liều lượng nhiều hay ít. Đó thì mình ít thì mình cứ pha 1C 1 lít nước, cứ liều lượng là trung bình của nó là an toàn nhất. Sau khi mà anh chị mình xịt đó thì cứ một tuần một lần, khi mà cây mình nó đã ra rễ. Đây, khi mà cây mình nó đã ra rễ như thế này, em cho anh chị mình cùng xem. Khi mà cây nó bắt đầu nó xuống rễ như thế này nè, đó, nó bắt đầu nó xuống đầu rễ, nó xuống dưới chất chồng như thế này đó, thì anh chị mình có thể mình là bắt đầu mình ngưng. Khi cây đã xuống rễ rồi thì mình ngưng xịt nha anh chị, để khi đó là cây nó đã, mình kích nó đã bắt đầu nó ngấm thuốc, nó bắt đầu ra rễ rồi, thì bắt đầu mình ngưng thì bắt đầu mình sẽ xịt là một tháng một lần. Mình ngưng là một tháng sau hoặc một tháng rưỡi sau mình hãy xịt một lần, là lúc đó là vừa dưỡng cho cây nè, vừa dưỡng cây mà mình cây nó khỏe nữa. Đó, như những cái cây vườn em trồng nè, là sau khi mà mình nó đã bám rễ ổn định thì mình có thể bón phân tăng chậm. Mình có thể ra mình hỏi phân chì hoặc phân tăng chậm, đó là những cái hộp xám xám tròn thế này nè, đó là mình bón thì phân này thì nó tan dần dần, là khoảng tầm 4 tháng là nó mới tan hết. Cho nên là những anh chị mình không có thời gian chăm sóc nhiều á, thì mình hãy sử dụng mà kết hợp cái phân tan chậm này. Chung là khi mình trồng như vậy á, thì bón phân gốc như thế này á, thì nó vừa cây nó có thêm cái chất dinh dưỡng để nó ăn á, ăn cây nó khỏe. Đây, em quay cho anh chị mình cùng xem những cái cây mà em mới tách chiếc em trồng. Đây, những cây này là cây trồng từ chậu xôi dừa nè. Đó, em cắt gọn gàng hết. Đó, anh chị mình xem cắt gọn gàng hết như thế này. Rồi bắt đầu là cây nó, khi mà cây nó bắt đầu nó ổn định, nó sẽ bắt đầu nó búng rễ ra, nó bám xuống dưới chất chồng. Ở vườn em trồng là em cứ cắt gọn hết rễ cây đi, rồi để cây nó những cái rễ nó bắt đầu nó ra rễ mới, thì khi cây nó ra rễ mới rồi thì cây nó sẽ phát triển rất là mạnh đó. Đó, cho nên là anh chị mình xem mà mình cứ mạnh dạn mình cắt bỏ hết những cái rễ hư của nó đi, không có cần phải lo ngại là cắt như vậy thì rễ đâu nó ăn, tại vì cái người ta gọi là giống phong lan mà anh chị. Đó, mình tưới thì nó sẽ thấm vô những cái thân lá, thì nó sẽ có độ ẩm á, là cây nó sống nó khỏe rồi. Cho nên anh chị mình đừng có ngại e ngại là vì sao cắt như vậy rồi nó sống như thế nào. Cho nên anh chị mình đừng có lo nha, mình cứ xịt phân kích như vậy một tuần thì tầm khoảng 5 ngày hoặc 7 ngày là bắt đầu cây mình nó bắt đầu búng rễ ra rồi. Những cây khỏe là 5-7 ngày là búng rễ ra rồi. Cho nên anh chị mình cứ yên tâm, mình cứ cắt chiếc mình trồng. Ở tham khảo thêm cái cách của vườn em như thế này là cách đơn giản nhất để cho anh chị mình mới chơi á, mình xem mình tham khảo mình trồng nha. Anh chị mình xem cái kênh YouTube của em á, thì anh chị mình có thể xem thêm những cái cách trồng, thì em đã có hướng dẫn trên đó rồi, mình có thể xem thêm để mình tham khảo. Và anh chị mình xem kênh của em á, thì mình nhớ đăng ký kênh nè, mình like và mình ủng hộ cho em, để em có thể làm thêm cho anh chị mình nhiều cái video hướng dẫn về cách chăm sóc lan cách ly da như thế nào, để mình cùng chăm sóc những cái chậu lan thật là đẹp để mình cùng ngắm hoa nha. Anh chị mình xem thì mình nhớ like ủng hộ kênh cho em nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị, chúc anh chị một ngày thật là vui vẻ và có những chậu lan thật là đẹp để cùng ngắm hoa nha.